Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, nằm trong về đề tài về những điểm thay đổi trong dự thảo luật phòng chống tham nhũng sửa đổi thì chúng tôi đã thực hiện một số đối thoại gần đây để bàn về việc kê khai tài sản thu nhập của cán bộ công chức. Trong 3 số đối thoại gần đây nhất thì chúng tôi cũng có bàn về bản kê khai hiện nay và chúng ta có thể sử dụng bản kê khai này như thế nào, làm cách nào để kiểm tra được tính trung thực của các bản kê khai, cũng như làm cách nào để người dân có thể tiếp cận được bản kê khai và phát giác ra những trường hợp tham nhũng từ nội dung của những bản kê khai này. Thì sau 3 số đối thoại chúng tôi thực hiện, chúng tôi lại tiếp tục nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả. Muốn chúng tôi tiếp tục phân tích về chủ đề này và giải đáp những thắc mắc của quý vị khán giả thì trong số đối thoại tuần này chúng tôi sẽ tiếp tục cùng các khách mời bàn luận về bản kê khai tài sản thu nhập của cán bộ công chức cũng như một số kinh nghiệm của các nước trên thế giới liên quan đến việc phòng chống tham nhũng. Tham gia chương trình đối thoại tuần này, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Ông Nguyễn Quang Khai, cựu đại sứ Việt Nam tại một số nước Trung Đông. Bà Nguyễn Thị Kiều Viễn, sáng lập viên giám đốc điều hành của tổ chức hướng tới Minh Bạch Việt Nam. Ông Phạm Xuân Đại, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Minh Dương. Vâng, trước tiên là chúng tôi cảm ơn 3 khách mời đã đến với trường quay đối thoại ạ và tham gia vào một cái vệt đề tài có lẽ là cũng khá là dài của chương trình đối thoại. Tuy nhiên là chúng tôi vẫn rất là mong nhận được nhiều những góc nhìn khác nhau từ quý vị, từ các vị khách mời và đặc biệt là góc nhìn từ quốc tế. Thì trước khi mà chúng ta cùng bàn tiếp về nội dung của bản kê khai tài sản thu nhập cũng như là cái cách làm thế nào để trung thực để có thể tiếp cận một cách dễ dàng nhất thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả đón xem một phần tổng hợp sau đây của chúng tôi ạ. Nếu như chúng ta chỉ dựa vào một cơ quan nhà nước để thu thập thông tin, xử lý thông tin, đánh giá thông tin để xác nhận thì tôi cũng không dám tin lắm. Đấy là cái việc đầu tiên. Họ có thể làm được nhưng cũng có thể vì nhiều lý do mà họ có thể làm không trung thực, không khách quan. Và tôi thì tôi vẫn muốn rằng là rõ ràng cái vai trò của xã hội là quan trọng trong việc đánh giá cái tính trung thực, chính xác của các cái thông tin này. Tôi cho rằng là vai trò của xã hội. Và như vậy thì nó xuất hiện vấn đề như chúng ta bàn ban đầu là thế thì ta phải công khai cái thông tin này, đấy là điều bắt buộc. Tôi cho rằng là sắp tới này chúng ta buộc phải công khai cái thông tin này ra ngoài phạm vi của cơ quan tổ chức và các bên có liên quan có quyền tiếp cận. Nhưng rõ ràng là vấn đề vẫn tranh luận nhất hiện nay ở đây thì những thông tin mà công khai ra ngoài nó là thông tin ở mức độ chừng mực gì. Nhưng mà giả sử như tôi đặt cá nhân tôi nhá, tôi đặt cá nhân tôi xong anh chị có thể cho em ý kiến. Tôi sẵn sàng, tôi cá nhân tôi thì tôi sẵn sàng công bố đầy đủ chi tiết cái bảng này cho xã hội. Và tôi cũng không thấy có gì là nhạy cảm cả. Kê khai cán bộ công chức vì anh đã nằm trong hệ thống thì anh phải chấp nhận cái sự kiểm soát của hệ thống. Đúng rồi. Không chỉ chấp nhận cái sự kiểm soát của hệ thống đã phải tuân thủ mà còn kiểm soát của nhân dân. Đúng rồi. Và bây giờ ta rất nhiều có phương tiện để kiểm soát cái này. Tôi lấy ví dụ là mạng xã hội. Cứ mạng xã hội là họ đưa lên hết đấy, họ biết hết. Đúng không? Vì mạng xã hội đôi khi là nặc danh công khai, họ không đưa được. Thế nếu mà chúng ta thiện ý để làm rõ việc này thì rất dễ. Vâng. Người ta xác minh nguồn tin, cả cơ quan có trách nhiệm người ta xác minh nguồn tin rất rõ, rất dễ. Tôi lấy ví dụ gần đây cả chúng ta đều biết là một số quan chức ở Trung Quốc ấy, khi khám nhà riêng người tham nhũng thì có đến cả hàng tấn tiền mặt. Tại sao như vậy? Ba tấn. Vài ba bốn tấn tiền mặt. Tại sao như vậy? Kể cả Nga không thế. Để trong nhà, thậm chí đau khám bí mật dưới nhà để. Tại vì sao? Một phần là họ quản lý được cái nguồn tiền mà gọi là trong ngân hàng, chu chuyển trong ngân hàng, họ quản lý chặt cái này, không dám gửi vào. Thứ hai là cũng chưa dám mua nhà cửa gì bởi vì mua bị lộ. Tiền đút lót là cứ chôn trong đất. Khi bùng phát lộ ra thì coi cả mấy tấn tiền mặt. Đúng không ạ? Thế nhưng ngược lại, công khai minh bạch thế này, kê khai thế này đồng thời với việc quản lý cái nguồn, cái đường đồng tiền mặt đi. Anh rút ra khoảng độ 1-2 triệu là khó rồi. Thế rõ ràng là nó chặn tất cả. Tôi có những người bạn, người ta làm phó tổng giám đốc cho một ngân hàng. Lương của người ta từ 250 triệu đến 300 triệu. Và người ta rất là rõ ràng. Và người ta mua cái gì người ta công khai hết. Bởi vì sao? Bởi vì cái vị trí người ta với cái chất xám người ta, với năng lực người ta có được cái thu nhập đấy. Thế thì với một cái vị trí là phó tổng ngân hàng thì người ta cũng chỉ tương đương trí tuệ với một ông vụ trưởng vụ phó nào đấy thôi. Thế thì nếu cái ông vụ trưởng vụ phó ông có lương 250 triệu, 300 triệu, ông ấy có nghĩ chuyện tham nhũng được không? Đấy, vấn đề nó là ở chỗ đấy. Chứ không phải là vấn đề là khi người ta đem giấu rồi thì mình tìm cách mình lôi ra thì vô cùng khó khăn. Vâng, thưa các khách mời, phần tổng hợp vừa rồi chúng tôi đã đưa tới một số ý kiến của các khách mời trong các số trước cũng liên quan tới chủ đề này. Thì ngày hôm nay chúng tôi cũng gửi tới 3 khách mời những cái bản kê khai hiện nay và tôi biết chắc là có những khách mời cũng đã phải thực hiện những cái bản kê khai này hàng năm ạ.
thì không biết là với những nội dung trong bản kê khai các khách mời đánh giá như thế nào, và với nội dung như vậy thì chúng ta có thể kê khai đầy đủ và trung thực được hay không ạ? Thì trước là tôi xin mời ý kiến của bà Viễn ạ. Cảm ơn chị Phương Chi. Tôi cũng có được cái cơ hội đọc qua cái bản kê khai tài sản thu nhập mà bên chị, bên chương trình có gửi. Và tôi thấy thì thông tin thì rất là nhiều thông tin, và tôi thấy rất là đầy đủ. Vừa là kê khai đợt đầu và có cả những cái mục liên quan đến cả cái việc mà kê khai giải trình khi có cái sự biến động của tài sản thu nhập. Tôi thì chưa làm cho cơ quan nhà nước bao giờ, nhưng tôi nghĩ là nếu mà kê khai được đúng, trung thực, đầy đủ những cái khoản, thậm chí những cái khoản mà trị giá tài sản mà mình quản lý từ 50 triệu đồng trở lên, rồi là những cái tài sản như kiểu như là kim cương, đồng hồ, xe gắn máy, rồi tất cả những cái tài sản mà mình có đó, tổng giá trị 50 triệu đồng trở lên, tôi nghĩ cũng đã rất là đầy đủ rồi, nếu mà thực hiện được tốt và trung thực. Vâng. Còn ông Khai, tôi nghĩ là chắc ông Khai cũng đã phải thực hiện cái bản kê khai này hàng năm đúng không ạ? Vâng, nhưng mà tôi nghĩ rằng là kê khai là một chuyện. Thế nhưng mà anh thực hiện như thế nào? Và những cái người mà kê khai không đúng thì phải có trách nhiệm như thế nào? Thì đấy mới là cái vấn đề quan trọng. Chứ còn thực ra kê khai thì tôi thấy rất dễ dàng. Hàng năm tôi kê khai cả, nhưng mà không có một cái sự phản hồi nào đối với cái bản kê khai của tôi là có đúng hay không. Nhưng mà kinh nghiệm của nước ngoài ấy, thì thực ra họ không có bản kê khai này đâu. Và nhiều nước cũng không có cái luật phòng chống tham nhũng, nhưng mà họ làm rất tốt. Thí dụ như là Tổng thống Nga Vladimir Putin, tức là trước khi bầu cử Tổng thống tháng 3 năm 2018, thì ông ấy tự nguyện, ông ấy công khai tất cả những cái tài sản của tôi có như thế này, này. Một cái căn hộ ở Peterborough 78 m2, thì ông nói rõ ràng như thế. Một cái gara ô tô 18 m2 này ở Peterborough, và cái ở Moscow thì tôi có một căn hộ 3 phòng ngủ 178 m2 và 2 cái gara ô tô, tôi có 2 ô tô. Nói rất đàng hoàng, lương của tôi bao nhiêu này? Lương của tôi là 120 mấy nghìn đô la một năm rồi. Thì cái đó là rất là công khai, rất là rõ ràng, và dân người ta cảm thấy rằng ấy là ông ấy thực sự là một cái người trung thực, và cả thế giới đều biết rằng ấy là cái tài sản của ông như vậy. Cho nên chính cái điều đó là nâng cái uy tín của ông ấy, và ông ấy là cái người gương mẫu đầu tiên, là cái người đầu tiên gương mẫu để kê khai cái tài sản của mình để cho toàn dân biết, cho toàn thế giới biết. Vâng. Tức là tự nguyện mà không cần thiết là phải có yêu cầu từ bản kê khai. Tuy nhiên là sau khi mà mình kê khai xong thì thường những bản kê khai này sẽ để ở trong nội bộ của cơ quan đó, đúng không ạ? Và mọi người cũng không thể tiếp cận được, đúng không ạ? Chính rồi. Bản thân ông Khai cũng thấy thế ạ. Vâng. Không ai biết là tôi có cái gì cả. Chỉ trừ những cái trường hợp một số bạn bè là người biết là tôi có thôi. Chứ còn kê khai xong thì nộp vào cái chỗ gì ban thanh tra của bộ chẳng hạn thế. Thì không ai biết là tôi có cái gì cả. Nhưng năm nào cũng phải làm, năm nào cũng phải làm. Mà tôi cho rằng là nó rất hình thức, và tôi thực ra không muốn kê khai nữa, bởi vì là nó chẳng có cái gì là nó có cái tác dụng gì cả. Nhưng mà mình vẫn cứ phải kê khai, từ chỗ ban thanh tra gì đấy cứ phải dục là ông này phải kê khai thế này, phải nộp đúng hạn. Chỗ doanh nghiệp thì thấy thế nào? Ý kiến của tôi về cái bản kê khai tài sản này thì đây là một cái bản kê khai tương đối đầy đủ. Đầu tiên là tương đối đầy đủ. Riêng về cái phần mà tôi xin góp ý ở đây á, đó là gì? Đấy là cái mỗi là phần cuối của mỗi một cái trang á, thì đều có cái gọi là chữ ký của người kê khai và chữ ký của người nhận bản kê khai. Thì ở đây, và cuối cùng cũng có một cái gọi là chữ ký của người nhận bản kê khai. Thì theo tôi không nên là người nhận bản kê khai. Cái người kê khai thì đương nhiên rồi. Nhưng mà cái người không phải là nhận bản kê khai mà người kiểm tra bản kê khai. Phải là người kiểm tra. Cái người này chính là cấp trên của cái người được kê khai, đang kê khai. Và cái người cấp trên này phải chịu trách nhiệm về cái tính trung thực, cái chuẩn mực của cái cấp dưới của anh. Thì nó mới tạo nên được cái bản kê khai này có giá trị. Tức là ít nhất là có một cái người bảo lãnh, một cái người cấp trên xác nhận cho là cái bản kê khai của anh cấp dưới của tôi này là tôi xác nhận là anh ta kê khai trung thực. Đó, thì nó sẽ nâng cao được cái giá trị trung thực của cái bản này lên một tầm cao. Chứ còn nếu không chỉ là cái người nhận
bản kê khai thì tôi nghĩ cô Văn Thư có nhận được. Đây trong cả cái vấn đề này tôi chỉ góp ý đúng một vấn đề đấy. Mà cái vấn đề đấy nó sẽ làm nâng cao được cái giá trị của cái bản kê khai này lên. Và cái tính trung thực nó sẽ được nâng lên một tầm mới. Tôi chắc chắn như vậy. Ông Khai nghĩ là liệu người thủ trưởng cấp trên có thể... Có ai dám không ạ? Vâng. Không, buộc phải. Đó. Buộc chứ. Buộc đây trách nhiệm chứ. Ý. Anh phải trách nhiệm tôi, chứ. Tôi có muốn bình luận một chút về cái ý nói là hiện nay những cái bản kê khai tài sản chúng ta đang làm đang mang tính chất thứ nhất là rất là rộng và thứ hai là rất là hình thức. Thì có lẽ là chúng ta nên nhìn nhận lại một chút về cái mục đích của các công tác kê khai tài sản ở Việt Nam. Thì như chúng ta biết, bản thân tôi thì cũng nghiên cứu và tổ chức hướng tới minh bạch thì cũng đã theo dõi những cái hoạt động về phòng chống tham nhũng của Việt Nam cách đây từ 10 năm nay. Thì cái luật phòng chống tham nhũng là được ra đời lần đầu tiên 2005 đúng không ạ? Sửa đổi bổ sung là 2007 và 2012. Thế thì chúng ta thấy là lần lại về cái cách làm luật của chúng ta từ những ngày đầu tiên ấy, thì cái mục đích của công khai kê khai tài sản của chúng ta lúc ấy chỉ đặt ra là hai mục đích rất đơn giản. Mục đích là gì? Để cho cán bộ quản lý biết thông tin. Thứ hai là để quản lý cán bộ. Đó, chứ chưa đưa ra một cái tầm mới hơn và cao hơn như quốc tế. Đấy là nhằm để làm gì? Để phát hiện ra những cái biến động về mặt tài sản. Thứ hai nữa là để xác định được xem là những cái tài sản biến động đấy nguồn gốc như thế nào và xử lý những cái tài sản mà hiện nay mà xã hội đang thảo luận rất là kỹ và rất là nhiều các thảo luận. Đấy là vấn đề tài sản kê khai không trung thực thì phải xử lý ra làm sao. Thì tôi nghĩ là nếu mà đặt vấn đề đúng, cái mục đích kê khai tài sản đúng thì chúng ta sẽ đưa ra cái luật nó đúng. Chứ còn cái luật mà đưa ra mang tính chất chỉ là để quản lý cán bộ hoặc là để biết thông tin thì chắc chắn sẽ mang tính hình thức mà thôi. Đó. Nhưng hiện nay mục đích cũng là để phát hiện và phòng chống tham nhũng. Và những hình thức xử lý, ví dụ cái việc đánh thuế 45% đấy, là 100%. Chính vì thế chúng ta đang đi lên được một bước rồi. Và cái đấy tôi hy vọng là nó sẽ tránh được cái bước hình thức. Nhưng lại quay lại xem là cái năng lực của chúng ta quản lý có được không? Hiện nay bây giờ những cái đối tượng mà chính là cán bộ công chức, đối tượng cán bộ công chức kê khai rất là rộng. Đó, đúng không ạ? Vậy thì cái năng lực của chúng ta thì hạn chế. Đó, nguồn lực thì cũng hạn chế. Vậy thì làm thế nào để kiểm tra được? Đấy cũng là một vấn đề đặt ra đúng không anh? Cái năng lực đi kiểm tra, xác minh ấy. Xác minh làm thế nào để biết đấy là trung thực hay không? Thì cái vấn đề là những cái cán bộ được đào tạo như nào, đào tạo chuyên môn như nào ở các quốc gia khác thì chúng tôi được biết là một số quốc gia là người ta không tuyển những cán bộ hiện có để làm công tác xác minh và quản lý vấn đề kê khai và công khai tài sản. Mà người ta quản lý những người thứ nhất là hoàn toàn mới và có chuyên môn và được đào tạo chuyên môn và sau khi có chuyên môn lại còn được tiếp tục đào tạo đấy để làm những vấn đề này. Đấy khá là chuyên môn đấy ạ. Nhưng mà theo tôi ấy, thì người dân người ta quan tâm cái gì? Không phải là quan tâm là... Tức là nếu mà tôi kê khai là ông Khai có những cái này, người dân người ta không quan tâm. Mà bây giờ tôi nghĩ rằng ấy, là cái kê khai tài sản này ấy, là lãnh đạo cấp cao nhất phải gương mẫu. Thí dụ như ở một số nước này, thí dụ như ông Putin chẳng hạn, hay là ông Tổng thống Macron của Pháp, hay là mới đây nhất là Thủ tướng Pakistan. Ông ấy kê khai luôn là tôi có những cái chuyện như này. Đó. Ông ấy tự nguyện kê khai. Và không những là ông ấy kê khai, đây là ông Thủ tướng Pakistan vừa rồi thắng cử tại cái cuộc bầu cử quốc hội, và hiện nay ông ấy là được cử làm thủ tướng mới của Pakistan. Thì ông ấy tự nguyện ngay sau khi mà nhậm chức là ngày 18 thì ông ấy ra lệnh là bán tất cả những cái thanh lý toàn bộ 78 trong 80 chiếc ô tô dành riêng cho thủ tướng. Tức là ông chỉ giữ lại hai chiếc thôi và thanh lý toàn bộ cái đội xe gọi chống đạn bảo vệ thủ tướng và chuyển công tác 500 người phục vụ cho thủ tướng sang làm cái công việc khác. Đồng thời ông là nói ngay, ông thực hiện ngay, tức là tôi không ở cái lâu đài nữa và tôi chuyển sang ở một cái căn hộ 3 phòng ngủ. Mà hiện nay ông ấy tuyên bố rồi, đã chuyển về rồi, cả gia đình ông cái đấy thì vẫn là tài sản công. Vâng, chúng ta đang nói là tài sản cá nhân của ông ta cơ. Vâng, nhưng mà dù sao thì đấy, về tài sản cá nhân ông ấy cũng đã công khai tất cả những cái tài khoản cá nhân của ông ấy. Thì tôi nghĩ rằng là cái tức là phải từ trên trở xuống. Chứ còn bây giờ ông Đại là ông chị đây là tôi có công khai tài sản của tôi thì cũng chẳng ai quan tâm. Nói chung không ai quan tâm, dân người ta không quan tâm cái đó. Tôi nghĩ là cũng khá nhiều người quan tâm nếu mà ông Khai ở một cái vị trí mà có thể quyết định được vấn đề là phân phối về tài nguyên đất hay là phân phối về giấy phép cái gì đó.
thì chắc là cũng rất là nhiều người quan tâm ạ, bởi vì những chỗ đấy có thể phát sinh ra những vấn đề tham nhũng. Vâng. Có phải không ạ? Vâng, tôi thì thấy cái ý này cũng rất là hay ạ. Ý của ông Khai đưa ra rất là hay. Hay ở cái khía cạnh là như này này, là cái vấn đề tính liêm chính của một con người, của một lãnh đạo. Đúng không ạ? Kể ý của ông Khai đưa ra là kể cả những nước mà cái nền luật pháp người ta không bắt buộc phải kê khai mà người ta vẫn kê khai, thậm chí còn công khai, đúng không ạ? Đó, thì trong cái quá trình chúng tôi tìm hiểu cũng thấy, ví dụ tại Bangladesh, Tổng thống và Thủ tướng cũng công khai trực tuyến luôn cái bản kê khai tài sản của mình. Đó, có cần đâu phải luật. Tuy nhiên, không có luật thì không thể được. Từ trước đến nay chúng ta vẫn nói là cái luật phòng chống tham nhũng ở Việt Nam của chúng ta ấy, những luật trước là gần như con hổ không răng. Đưa ra luật nhưng mà luật không có những cái chế tài gì để xử lý. Đó thì tôi thấy là nếu mà lần này những cái điều khoản luật đưa ra tôi thấy cũng đã khá là mạnh mẽ. Đấy, đang đi theo hướng là phải làm thế nào để xác minh được là những cái tài sản biến động đấy. Đó, xác định được cái biến động và phải xác định được xem là cái việc kê khai trung thực hay không cái biến động đấy để mà có thể là có những cái biện pháp để tịch thu đó hoặc là để sung quỹ đấy. Đóng góp cho cái ngân sách của Việt Nam đang rất có vấn đề, đúng không ạ? Vâng. Thì tôi thấy đang có những cái biến chuyển rất là tích cực. Vâng. Thì đấy, chính từ cái vấn đề đấy ấy, thì mới xác định được cái chuyện là đầu tiên ấy, là dựa vào cái sự tự giác. Vâng. Và sự đã. Chuẩn mực như là chỗ chị Viễn vừa nói. Nhưng bên cạnh đấy là phải có một người xác nhận. Người xác nhận đấy là người gần nhất. Người gần nhất phải là cái cấp trên sát nhất của cái người kê khai. Thì họ sẽ hiểu được hết và hiểu rõ được cái cấp dưới của mình. Chứ nếu không ấy, thì cái bản kê khai này mà như chị nói để chỉ có là dựa vào cái gọi là cái tôi và cái cá nhân đó mà họ thật là mong muốn là trung thực á thì họ mới khai trung thực, còn không thì xin lỗi là họ cũng sẽ khai không trung thực. Đấy, điều đấy nó được bình thường. Và cái người sát nhất là cái người gọi như là người bảo lãnh hoặc là cái người chịu trách nhiệm cùng để tạo nên được cái sự gọi là chuẩn mực hơn, tiệm cận với sự chuẩn mực hơn. Cũng giống như là một sinh viên các cái nước trên thế giới, để một cái sinh viên mà muốn vào trường đại học ạ, thì phải có một giáo sư giới thiệu. Cái người giáo sư này á, là người ta phải chịu trách nhiệm về trình độ năng lực của các anh học sinh này. Thế cũng như vậy, thì cái anh mà cấp dưới của anh, đúng không nào, thì anh cũng phải nhìn nhận đánh giá của anh này là trung thực, và anh phải xác nhận vào đây. Đó, đấy thì tôi thấy cũng hơi khó đấy ạ. Bởi bản thân tôi nếu nói là để xác nhận cho 100 người nhân viên phía dưới những cái tài sản của họ, vâng, cũng có rất nhiều thứ mình cũng không thể nắm được vì đó là tài sản cá nhân. Chúng ta quay lại một câu chuyện một chút là để kiểm soát thì mọi người nói là người dân có thể giám sát được hết. Ví dụ như khi anh công khai cái bản kê khai này lên, ví dụ ai quan tâm chẳng hạn thì người ta có thể vào người ta xem và những cái phát giác cũng từ những cái phát giác của người dân. Thì không biết là ví dụ với ông Khai chẳng hạn, ông Khai khai xong sau đó đưa lên mạng, những cái thông tin như vậy thì có ảnh hưởng gì không ạ? Ông Khai có cảm thấy có vấn đề gì không ạ? Bản thân tôi thì tôi nghĩ là không có vấn đề gì cả. Vâng. Đấy là những cái tài sản là của chính mình và chính đáng của mình. Vâng. Làm ra thì không có vấn đề gì cả. Vâng. Ví dụ như tôi làm đại sứ ở nước ngoài hơn 20 năm, tôi tiết kiệm được một số những cái chuyện như vậy. Tôi có ô tô, tôi có nhà ở. Thì cái chuyện đó là rất bình thường. Vâng. Là tôi sẵn sàng công khai tất cả những cái tài sản mà tôi có. Vâng. Trong số trước thì cũng có một số khách cũng nói là sẵn sàng công khai, tuy nhiên lại có một số người lại lo ngại về vấn đề thông tin cá nhân của mình như thế nào. Thì không biết là bà Viễn nghĩ sao? Cậu thông tin cá nhân của mình khi đưa lên ạ, thì liệu có vấn đề gì không ạ? Tôi cũng chưa nghĩ kỹ được lắm về cái vấn đề thông tin cá nhân, nhưng mà theo tôi ấy, đã là khi mà mình đã lựa chọn theo ngạch công chức và mình đã là một người mà đại diện cho dân, đúng không ạ? Thì tôi nghĩ là mình phải chấp nhận là những thông tin cá nhân của mình là sẽ bị phải đưa ra người dân cũng như là báo chí để người ta được biết. Và đấy cũng là một cái cơ chế mà để cho mình có tính chịu trách nhiệm về những cái hành động của mình. Nếu mà mình có những cái tài sản bất minh hoặc là nguồn gốc tài sản của mình không giải thích được thì rõ ràng mình phải giải trình chứ, đúng không ạ? Thế nên tôi nghĩ là cái vấn đề mình phải giải trình về những cái tài sản của mình thì có lẽ là nó sẽ phải là cái câu chuyện được tập trung nhiều hơn. Có nghĩa là cái tính chịu trách nhiệm về cái tài sản mình có ấy, đó, và giải trình được cái tài sản mình có. Thì tôi nghĩ là cái đấy rất là quan trọng. Vâng. Doanh nghiệp nghĩ sao? Về cái góc độ của cá nhân tôi thì ở đây á, cái vấn đề là công khai minh bạch là một cái cần thiết. Đầu tiên là cần thiết. Công khai, nhưng mà công khai ở đâu? Ở chỗ nào? Không phải ta công khai là public trên cái mạng đại chúng, mà chúng ta có thể công khai ở ngay trang web
của từng đơn vị. Vâng, đúng ạ. Vâng. Từng đơn vị. Và từng cái đơn vị đấy nó có trang web hoặc có trang web. Mà trang web đấy là sẽ có một cái phần để nói về các cái bảng kê khai của các cái cán bộ công chức. Rất là đơn giản. Và ai có nhu cầu thì họ vào đấy để họ có thể kiểm tra, có thể xem. Nhưng không thể public trên toàn cái hệ thống của cái công cộng thì cũng không nên. Mà nó chỉ dừng lại ở đấy để làm sao ai có người có trách nhiệm, có nhu cầu thì họ sẽ quan tâm, thì họ sẽ vào xem. Đấy. Nhưng mà mỗi cơ quan ấy đều có cái ban thanh tra. Thì tôi nghĩ rằng là nếu anh nghi ngờ về một cái khoản kê khai nào đó không trung thực thì anh có thể gặp trực tiếp và anh hỏi là cái tài sản này của anh. Nhưng mọi người nói là trong nội bộ thường sẽ có những cái khó khăn hơn. Và nội bộ người Việt Nam với cái văn hóa này thì là cũng có những sự cản nể nhau nhất định. Vâng, những cái vụ phát giác từ nội bộ thì cũng rất là ít thôi. Đúng. Quan điểm của tôi thì nghĩ là cái xu hướng mở ấy là xu hướng đang xu hướng toàn cầu. Và bây giờ các nước trên thế giới thì cũng đang nói nhiều đến cái khái niệm gọi là chính phủ mở hoặc là chính quyền mở. Thì để đạt được cái tiêu chí mở ấy, thì họ phải đạt được rất nhiều, 4 cái tiêu chí. Nhưng một trong 4 cái tiêu chí đấy là mở về công khai tài sản, cái bảng kê khai tài sản. Mà Việt Nam hiện nay quốc tế đánh giá, theo cái World Bank ấy, Ngân hàng Thế giới đánh giá, thì ta mới chỉ đạt được điểm là 2/4, 4 là điểm cao nhất. Bởi vì 2 là chúng ta có kê khai nhưng chúng ta chưa công khai. Mà trên thế giới có hơn gần 80 nước trên quốc gia trên thế giới là đã đạt được cái tiêu chí này rồi. Và họ được điểm 4/4 luôn. Thế tôi nghĩ là Việt Nam ta nên là không đi ngược lại xu hướng đó. Thế thì tôi cũng muốn đưa một cái ví dụ rất là cụ thể là trong trường hợp một cái ông gọi là ông thủ tướng của nước Croatia là nước Nam Tư cũ, đúng không ạ? Năm 2009 ấy, thì tại sao ông bị từ chức? Có rất là nhiều lý do ông dính líu vào tham nhũng, bị cáo buộc tham nhũng. Nhưng một trong những lý do liên quan đến cái chủ đề chúng ta đang thảo luận đấy là ông ấy đeo một cái đồng hồ trị giá 150.000 đô. Nhưng báo chí là không, khi mà soi lại cái bản kê khai tài sản của ông ấy được công khai như anh nói đấy, thì lại không có. Và người ta dùng cái đấy, cái lý lẽ đấy để tiếp tục buộc tội ông ấy và ông ấy phải từ chức. Đó, đấy là cái ông ấy. Mới đây Thủ tướng đó. Canada đeo một cái đồng hồ đó. 200 đô được một cái doanh nghiệp họ tặng thôi. Nhưng mà đó. Ông ấy cũng không căng công khai và ông không nộp lại. Thì cuối cùng ông phải xin lỗi đó. Cái đó và ông phải nộp lại. Thế nên cái việc công khai đấy, nó phải nghiêm túc như thế. Tôi nghĩ là phải nghiêm túc từ trên cao xuống dưới. Thì nó... tình hình nó sẽ khác và phải công khai ạ. Vâng. Và tiến tới phải công khai. Còn cái những cái điều luật của chúng ta đưa ra đang có một số điều mà đang dùng rằng mà trong khi đó thì những cái chỉ đạo hoặc là những cái định hướng theo tôi hiểu là của lãnh đạo đất nước cũng như lãnh đạo đảng đưa ra là đang có vẻ rất cương quyết. Vậy thì cái cương quyết cũng phải thể hiện ở đây nữa đó, chứ còn bây giờ các điều khoản đưa ra vẫn đang dùng rằng chứ chưa nói là chưa đưa ra được cái bước là sẽ phải công khai như ý của anh gợi ý. Vâng, có nghĩa là công khai lên website của từng bộ ngành, từng địa phương, từng đơn vị đúng không ạ? Vâng ạ. Luật phòng chống tham nhũng hiện hành quy định, cơ quan có thẩm quyền kiểm soát tài sản thu nhập là cơ quan quản lý cán bộ, công chức có nghĩa vụ kê khai tài sản. Còn trong dự án luật phòng chống tham nhũng sửa đổi, Chính phủ trình Quốc hội hai phương án và Chính phủ nghiêng về phương án số 1 như sau. Giao cho Thanh tra Chính phủ tiến hành kiểm soát tài sản thu nhập của người giữ chức vụ từ giám đốc sở và tương đương trở lên, công tác tại tất cả các cơ quan, tổ chức và đơn vị. Thanh tra bộ hoặc đơn vị phụ trách công tác tổ chức cán bộ tại nơi mà không có cơ quan thanh tra, kiểm soát tài sản thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai công tác tại bộ, cơ quan ngang bộ hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị đó. Thanh tra tỉnh kiểm soát tài sản thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, huyện, xã. Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh cho hay, với thiết kế của dự thảo luật thì cả nước có 85 cơ quan thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tài sản thu nhập, trong đó có Thanh tra Chính phủ, 21 bộ ngành và 63 tỉnh thành. Riêng Thanh tra Chính phủ sẽ kiểm soát tài sản thu nhập của khoảng 6.000 người. Còn cơ quan thẩm tra lại nghiêng về phương án số 2. Đối với người có nghĩa vụ kê khai, công tác tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương thì thực hiện như phương án 1,
đối với người có nghĩa vụ kê khai, công tác tại Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Kiểm toán Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội thì giao cho cơ quan trung ương của các cơ quan tổ chức này kiểm soát. Còn đối với người có nghĩa vụ kê khai, công tác tại Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ thì giao cho các cơ quan này kiểm soát. Đối với người có nghĩa vụ kê khai là đại biểu Quốc hội chuyên trách thì giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiểm soát. Về cơ quan, đơn vị kiểm soát tài sản thu nhập, nhiều ý kiến đại biểu đề nghị không quy định trách nhiệm của các cơ quan đảng trong kiểm soát tài sản thu nhập của đối tượng thuộc diện Bộ Chính trị hay Ban Bí thư quản lý. Mọi trường hợp phải được thực hiện theo quy định của pháp luật. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội, đơn vị chủ trì thẩm tra dự án Lê Thị Nga cho biết, phương án số 2 đã khắc phục một bước việc tổ chức dàn trải quá nhiều đầu mối cơ quan có thẩm quyền kiểm soát tài sản thu nhập như hiện nay, nhưng cũng không gây xáo trộn lớn về tổ chức hoạt động của các cơ quan, đơn vị đang làm công tác này. Như vậy là các khách mời cũng đều đồng tình là chúng ta phải công khai, phải minh bạch, đúng không? Và chắc chắn là để cho người dân, tất cả mọi người đều có thể tiếp cận được. Người dân là báo chí. Người dân và báo chí. Và thêm một phần nữa là nếu chúng ta phát hiện ra trường hợp như vậy thì chúng ta có cần thiết phải có thêm một cơ quan để thực hiện việc giám sát hay là việc kiểm tra hay là việc xử lý không ạ? Theo các khách mời. Theo ý kiến của tôi thì là hiện nay thì chúng ta sau khi chúng ta đã kê khai, sau khi chúng ta đã công khai, thì đến cái vấn đề tiếp theo là cái vấn đề là xác minh, đúng không ạ? Xác minh thì ở đây thì nó có rất nhiều các hình thức và các cách thức để có thể xác minh được, và có rất nhiều những cái góc nhìn đầu tiên là từ các lãnh đạo của chính doanh nghiệp đấy, của cái chính cái cán bộ công chức đấy, là họ cũng có một cái góc nhìn. Bên thanh tra của cái đơn vị đấy, họ cũng có một cái góc nhìn, họ tự đánh giá được trên cái bản kê khai đấy, cái gì nổi trội, cái gì mà có thể sai, có thể nghi ngờ thì họ có thể đặt vấn đề, đúng không ạ? Ngoài ra là có một cái góc nhìn khác khi được công khai, đấy là cái người dân, đúng không ạ? Người dân họ đã nhìn vào, họ thấy có những cái sự nghi ngờ và họ biết được có những cái tài sản đang chưa kê khai thì họ hoàn toàn có cái quyền kiến nghị. Nhưng kiến nghị và đơn vị nào sẽ là cái đơn vị tiếp nhận? Bởi vì nếu như mà chúng ta cứ chỉ nói như vậy thôi thì nó không đi đâu cả. Phải có một đầu mối. Phải có một đầu mối. Thì hiện nay thì nếu mà ta tập trung vào bên thanh tra chẳng hạn thì cái khối lượng khổng lồ, không làm nổi. Tôi khẳng định không làm nổi. Bên thanh tra không làm nổi. Thì theo ý kiến cá nhân tôi á, khi mà chúng ta phải nhìn nhận đánh giá như này này, hiện nay chúng ta đã có một cái hệ thống về mặt trận Tổ quốc toàn quốc, từ trung ương đến địa phương. Ở trong cái thời kỳ kháng chiến chống giặc ngoại xâm thì đây là một cái lực lượng để tập hợp quần chúng để chống lại ngoại xâm. Còn thời bình thì thế nào? Còn thời bình thì đây chính là một trong những cái giặc nội xâm. Vấn đề tham nhũng, vấn đề vấn nạn này chính là giặc nội xâm. Nó sẽ làm hỏng từ bên trong. Thì như vậy, chi bằng chúng ta thay bằng cái thời chiến ngày xưa ta có mặt trận Tổ quốc, thì bây giờ mặt trận Tổ quốc sẽ làm kiêm theo cái công việc để ngoài cái chuyện đại đoàn kết dân tộc, chúng ta sẽ có một cái công việc nữa là giám sát để mà chỉ ra những cái vấn đề, những cái đối tượng, những cái đơn vị mà có những cái nghi ngờ để kiến nghị sang bên chỗ thanh tra, thì lúc đấy thanh tra mới vào cuộc. Thì đây là một cái nó gọi một góc nhìn và một cái góc nhìn về đại diện cho người dân, là nơi tiếp nhận các ý kiến của người dân, thì nó sẽ, tôi nghĩ rằng là nó sẽ vừa công khai, vừa minh bạch, vừa trung lập, không có bị ảnh hưởng một cái tác động nào cả. Bởi vì mặt trận Tổ quốc là một cái đơn vị độc lập. Đó, thì có thể rất dễ dàng nói lên cái tiếng nói của người dân và kiến nghị sang bên chỗ thanh tra để trực tiếp thực hiện những cái công việc kiểm tra sau này. Tôi thì nghĩ nếu mà được như thế thì tốt quá. Nếu mà mặt trận Tổ quốc mà chúng ta có năng lực như thế thì tốt quá. Tôi nghĩ là cái hiện nay ấy, thì trong lúc mà nghe anh Đại chia sẻ thì tôi có xem lại cái một số cái điều 31, điều 32 của cái dự thảo ấy, thì nói là theo cái quy định đó ấy, thì là cơ quan thanh tra chính phủ ở các cấp, đúng không ạ? Xong tiếp theo nữa là cái cơ quan cán bộ thanh tra chính phủ, rồi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có rất là nhiều cơ quan đó. Thế nên quay lại cái câu hỏi mà chị Chi đặt ra là cơ quan nào sẽ là cơ quan kiểm tra giám sát tài sản thu nhập, có cần phải một cơ quan độc lập không, thì câu này tôi nghĩ rất là lớn. Bởi vì hiện nay ấy, thì chúng ta đã biết là cái hệ thống về các cơ quan phòng chống tham nhũng của Việt Nam đang bị rất là chồng chéo, đúng không ạ? Chúng ta có bên đảng, bên thanh tra, rồi bên Bộ Công an cũng có một cái cơ quan, và tôi nghĩ là không nhất thiết là phải có một cái cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập một cách độc lập. Bởi vì nếu mà chúng ta làm tốt
theo cái gợi ý đưa ra trong dự thảo cũng đã là rất là tốt rồi. Và cái quan trọng nhất ở đây là gì? Là theo kinh nghiệm của quốc tế là cái một hệ thống kiểm soát tài sản thu nhập hiệu quả ấy, chỉ có thể có được khi cái cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập đó là có thẩm quyền độc lập đó trong việc tiếp nhận xử lý hoặc là kiểm tra hồ sơ kê khai cũng như là kiểm tra cái việc thực thi các quy định kê khai tài sản. Thế ở đây ý tôi muốn nói là nếu mà các cơ quan hiện hành đã có được đang sẽ được giao nhiệm vụ theo cái tinh thần dự thảo ấy để kiểm tra về tính và xác minh cái tính trung thực của các bản kê khai đó, nếu mà họ được độc lập đó là một, hai nữa là cái họ được quy định rõ về nhiệm vụ và quyền hạn ấy, thì tôi nghĩ đấy đã là một cái bước rất là đáng khích lệ rồi ạ. Và không nhất thiết ạ. Nhất thiết phải có một tăng thêm quyền hạn cho cái đơn vị đó. Dạ, vâng. Nhưng mà cái chủ yếu tôi nghĩ là vẫn là cái tinh thần tự giác của từng kê khai, cái trung thực. Bao giờ mà mình cảm thấy rằng là mình kê khai cũng không trung thực ấy, mình thấy xấu hổ và thấy nó không thuộc về cái đạo đức của con người nữa, thì lúc bây giờ, và đặc biệt là đối với những đảng viên chẳng hạn hay là những cái cán bộ lãnh đạo mà anh kê khai, lúc nào mà anh cảm thấy là kê khai không trung thực mà anh cảm thấy xấu hổ, thì lúc bây giờ tôi nghĩ rằng là không cần phải có một cái giám sát hay là một cái, tất nhiên là vẫn nếu phải có cái giám sát thôi, nếu như vậy thì lý tưởng thôi, như vậy thì không cần phải kê khai. Cho anh Đại nói là cái mặt trận tổ quốc là đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong vấn đề giám sát rồi vấn đề phát hiện ra những cái không trung thực hay là vấn đề này không thể khác. Nhưng mà ngoài cái mặt trận tổ quốc ấy, mình ấy còn rất nhiều những cái tổ chức quần chúng khác, ví dụ như là công đoàn chẳng hạn, đấy, phụ nữ chẳng hạn, hội phụ nữ chẳng hạn, thì cái đó người ta đều biết cả chứ, đúng không? Ví dụ trong một cái tập thể như này thì tôi chắc chắn tôi biết anh có những cái chuyện, những cái tài sản như cái gì chứ anh không thể giấu được, đúng không? Đấy, anh có cái ô tô không giống, thể giấu được giống cái... như các chị vừa nói á, tức là nó đang là chồng chéo, đúng ạ? Tất cả cái đấy nói rằng là việc đấy là việc của chung. Nhưng thử hỏi trong cái thời gian vừa qua đã có đơn vị nào phát hiện không? Không có. Thế thì cái đấy có phải là đã thành công không? Không phải thành công. Chúng ta phải có một đơn vị có trách nhiệm, phải có cái nhiệm vụ cụ thể. Chứ chúng ta cứ chung cứ nói như vậy thì cuối cùng là không có ai có cái chịu trách nhiệm cả. Kể cả ngay cái chuyện là cái người xác nhận cho cái bản kê khai này mà lại bảo rằng không có ai xác nhận, thì tôi cũng thấy đấy nó lạ. Thế thì khó lắm. Khi chúng ta mà duy tình hơn duy lý, đây là lý rồi này, đây là lý chứ không phải là tình nữa. Và khi đã duy lý thì phải rất rõ ràng. Cái người kê khai phải có người xác nhận. Cái người xác nhận ấy có thể là cái trình độ năng lực họ kém, họ xác nhận sai đấy chuyện bình thường, không ai có thể ấy cả. Nhưng ít nhất là phải có hai người, cái người ta viết ra, đúng không ạ, và cái người một người xác nhận. Vâng. Cái người xác nhận ấy không phải là chỉ là người nhận cái bản kê khai khác nha. Người phải chịu một phần trách nhiệm ở trong này. Và họ thấy rằng người này kê khai là đúng theo cá nhân tôi. Vâng. Và họ bảo lãnh cùng. Tôi nghĩ là cũng có, bởi vì là trong nội bộ những cái đơn vị như là các khách mời đã làm thì khi kê khai thì sau đó còn thậm chí còn phải công khai 1 đến 2 tháng, đúng không? Để những người trong cơ quan này, rồi kể cả tổ dân phố cũng phải nắm được. Đấy là những thông tin đúng không ông Khai? Yeah. Vâng. Không, nhưng ở đây á, là chúng ta vẫn đang không có ai chịu trách nhiệm một cách là chính xác khác nha. Còn đây chỉ là cái người xác nhận và người ta đưa lên vậy thôi, không có người vấn nào. Vấn đề là bởi vì bây giờ những bản kê khai này đang để một chỗ cũng không ai đó đấy cũng là một vấn đề đó, vâng. Đấy cũng là một vấn đề, và không có một cái người nào để gọi là bảo lãnh cho cái người kê khai. Đây là một vấn đề, nó gọi là, theo tôi nghĩ nó lại gọi là trách nhiệm đấy. Và khi cái trách nhiệm nó được đặt lên vai cái người nhận xét á, thì người nhận xét phải nhận xét một cái chính đáng đầu tiên, đúng ạ? Thì nó nâng cao được cái ý thức của cái người khai và của cái người xác nhận kê khai. Còn cái người mà ký nhận này thì vô thưởng vô phạt, họ cứ ký nhận tôi nhận cái của anh. Nhưng đây không có một cái phần nào trách nhiệm của cái người đứng ra bảo lãnh cái vấn đề của anh kê khai này là đúng, đúng không ạ? Thì nó phải nâng từng cái bước từ cái bản kê khai làm sao cho nó đúng nhất đã. Từ cái bản kê khai đúng nhất rồi ta mới có cái dữ kiện để ta xử lý đằng sau. Còn nếu không thì chỉ có một mình anh tự kê khai xong là không ai gọi là xác nhận cho anh, không ai cam kết và cùng gọi là chịu trách nhiệm với cái bản kê khai trung thực hay không, thì tôi nghĩ rằng nó lại trở lại cái bài toán cũ, tức là kê khai cũng chỉ để mà kê khai mà thôi, đúng không ạ?
Và cũng đi bên cạnh đấy thì là vấn đề là gì? Tất cả các cơ quan ban ngành cũng đều được gọi là có trách nhiệm trong công tác, đúng không ạ? Là giám sát, kiểm tra. Nhưng thực ra ông nào cũng bảo rằng là việc của ông kia, thế thì xin lỗi là không có ai có trách nhiệm. Và đây ý vấn đề ở đây của tôi muốn nói là gì? Phải có một đơn vị chịu trách nhiệm. Phải có một đơn vị chịu nhiệm, còn tất cả mọi người vẫn là cùng, kể cả người dân. Hiện tại cũng có rất nhiều đơn vị chịu trách nhiệm, vâng, nhưng vì nó trồng chéo. Chính xác, thì phải có một đầu mối để mà chịu trách nhiệm chính, để họ có cái quan tâm và biện pháp, đưa ra các biện pháp để giám sát, để thực hiện những việc này. Chứ mà nếu không thì vô hình chung thì là ai cũng bảo là đây là việc của tôi, nhưng cuối cùng cũng bảo là đây cũng không phải là việc của tôi, mà lại việc của anh ta. Đó, ở đây thì tôi muốn nói, ở đây muốn nhấn mạnh là gì? Là chúng ta cần phải có một cái đơn vị, chúng ta không làm phình thêm bộ máy. Đây là nguyên tắc đầu tiên nhé, không đẻ ra thêm một bộ máy mới, nhưng chúng ta phải tận dụng những cái bộ máy sẵn có, mà sẵn có này lại được có thể lắng nghe được rất nhiều các tiếng nói của người dân, dùng cả cái sức mạnh của người dân và cái Mặt trận Tổ quốc là cái đơn vị tập hợp quần chúng ở các góc độ để là cái đơn vị đầu mối để có thể kiến nghị, để có thể lên những cái biện pháp, những cái giám sát. Ý kiến của tôi là thế. Đúng là những cái người tiếp nhận cái bản kê khai này cũng phải có một cái phần trách nhiệm. Bởi vì anh hiểu rõ trong cái cùng một cơ quan anh phải hiểu. Chứ còn thì nếu mà anh chỉ là tiếp nhận như một cái gọi là văn thư thì nó không có cái, không có trách nhiệm, không có gì cả. Đó. Mà cái người mà tiếp nhận cái này tôi cho rằng là ví dụ như là ở chỗ Bộ Ngoại giao tôi là vụ tổ chức cán bộ. Đấy, thì là anh bộ trưởng tổ chức cán bộ, anh phải theo dõi, anh theo dõi cán bộ từ ngày xưa đến nay rồi, từ khi mà vào cơ quan đến nay rồi, thì bây giờ anh phải có trách nhiệm đối với cái bản kê khai này, chứ không có chỉ anh cho một anh văn thư nhận xong bây giờ thì lại đút vào ngăn kéo, thì cuối cùng nó là rất hình thức mà rất bất thực, thì giờ không có giá trị gì cả. Tôi có một số suy nghĩ như này sau khi nghe những chia sẻ. Thì thứ nhất là tôi nghĩ là mình cũng phải công nhận với nhau là cái việc mà thực thi hiệu quả ấy, cái công khai và minh bạch về cái vấn đề tài sản ấy cũng không phải thách thức riêng của Việt Nam đâu, mà trên thế giới cũng thế. Ví dụ tại Ukraine chẳng hạn nhé, thì tôi biết là cái vì là cái tính khả thi không cao mà cái diện kê khai nó rộng quá. Thế nên là ví dụ như là hàng năm người ta cũng chỉ, từ trước nên họ chỉ kiểm tra được 600 trường hợp trên tổng số 1.000 diện kê khai. Đó, thế nhưng Việt Nam mình cũng thế, bị thách thức là thách thức về nguồn lực và năng lực. Thách thức về nguồn lực và năng lực. Thế là tốt. Đó, thách thức về nguồn lực và năng lực. Tiếp theo nữa là ví dụ trong cái trường hợp mà như ý kiến vừa đưa ra là cái ban tổ chức, bộ phận là ban tổ chức cán bộ đúng không ạ? Vụ tổ chức cán bộ ngày xưa là được đào tạo chỉ là để dùng cái bản kê khai đấy để quản lý cán bộ, thì bây giờ tiếp tục phải được đào tạo. Đấy, ý tôi nói là cái chuyên môn đào tạo phải rất là quan trọng. Đào tạo làm thế nào đấy để phát hiện ra được cái biến động, rồi lại phải đi xác minh được cái biến động. Tôi nghĩ cái đấy cần phải một chuyên môn và cần phải có nguồn lực rất lớn để làm được điều đó, chứ không đơn giản ạ. Thế theo ý chị là không cần một bộ phận nào để kiểm tra giám sát cái đấy? Không, không, tôi không nói như thế. Phải có bộ phận kiểm tra giám sát chứ. Nhưng ý là cần phải có chuyên môn. Đó, tôi muốn đưa cái vấn đề là... Bây giờ nó vấn đề như này này, để phân tích như này, chúng ta đang từ không, hãy có một ít thì đã. Cũng giống như một người đang từ con số 0. Đúng không ạ? Coi như cái này, các cái bản kê khai này đang là con số 0, không làm giải quyết vấn đề gì. Chúng ta hãy giải quyết cái vấn đề từng bước một để họ tiến lên có giá trị. Đầu tiên là có giá trị, cái bản kê khai này nó trung thực hơn, là một cái thành công, tôi nói thật. Khi mà đưa ra cái chế tài để người giám sát ấy, là thực tế cái người mà khai ấy, người ta phải giật mình. Đừng có đùa nhá, anh với tôi làm việc với nhau, tôi biết anh. Nhà anh có bao nhiêu nhà tôi biết, sao không biết, trời ơi làm việc nhau sao không biết. Xe anh có bao nhiêu xe tôi biết. Nhưng mà anh mà khai sai ấy, là tôi phải chịu trách nhiệm cho anh ấy, thì anh không phải sai. Tự khắc nó phải trung thực hơn. Vâng, tôi nghĩ những ý kiến của ông Đại vừa rồi cũng là những ý kiến rất là đáng chú ý để chúng ta có một cái giải pháp liên quan đến việc là phòng chống tham nhũng trong thời gian tới. Và chúng tôi cũng cảm ơn hai khách mời đã đến với các Trường Quay Đối Thoại và cũng chia sẻ rất nhiều thông tin liên quan tới những kinh nghiệm về việc phòng chống tham nhũng cũng như việc kê khai tài sản thu nhập của cán bộ công chức ở các nước trên thế giới. Thưa các khách mời, đây là số đối thoại thứ 10 chúng tôi cùng bàn về việc là phòng chống tham nhũng, và số đối thoại thứ 4 mà chúng tôi cùng bàn về việc là kê khai tài sản thu nhập. Thì rõ ràng là mỗi số đối thoại khác nhau thì các khách mời đã có những góc nhìn và những chia sẻ rất là khác nhau, và chúng tôi hy vọng là với những thông tin mà chúng ta chia sẻ ngày hôm nay thì sẽ mang lại rất là nhiều những góc nhìn mới, những cái kiến thức mới và những kinh nghiệm
của các nước trên thế giới đến với quý vị khán giả liên quan đến việc kê khai tài sản thu nhập. Chúng tôi rất là cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay đối thoại và chúng tôi mong các khách mời có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục tham gia và đồng hành cùng chương trình. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị có thể xem lại các chương trình đối thoại nằm trong về đề tài về dự thảo luật phòng chống tham nhũng sửa đổi cũng như việc kê khai tài sản thu nhập của cán bộ công chức thông qua website kênh truyền hình VTV www.vitv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo.